bạn làm món mứt dừa. Mứt dừa lần này mình sẽ làm hình dáng khác nhé. Đầu tiên là quả dừa các bạn mua về thì chúng ta sẽ nạo bỏ cái phần vỏ đi như mọi khi mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Ở bên mình cắt như này. Các bạn ngâm luôn vào trong nước muối và nước chanh nhé. Rồi chúng ta sẽ sắp lên. Với cái trường hợp như thế này làm rất là dễ bị gãy. Với làm hình dáng như thế này thì các bạn nên mua cái loại dừa mà nó không quá là già nhé. Dừa bánh tẻ như thế này thôi. Cứ làm như vậy. Xong như thế này thì các bạn ngâm trong nước muối và nước giấm hoặc là nước cốt chanh nhé. Khi chúng ta đã ngâm như này rồi và bây giờ các bạn cho lên bếp để chúng ta đun, chúng ta luộc qua nhé. Mình luộc qua để cho nó bớt cái dầu trong cái miếng dừa này đi các bạn nhé. Sau khi nồi dừa này sủi chừng 5 phút thì các bạn đổ ra rổ cho nó ráo nước nhé, cho nó khô nước. Khi dừa đã khô và ráo nước rồi thì các bạn sẽ cho đường vào nhé. Chúng ta cho đường vào để ướp. Chúng ta ướp như là mọi khi chúng ta làm mứt dừa ấy. Các bạn cứ làm tùy theo khẩu vị nhà mình, thích là ngọt hay là vừa phải. Mình cho thêm bột nghệ vào để cho tạo thành màu vàng nhé. Hôm nay mình không có màu thực phẩm kia nên là mình sẽ dùng màu nghệ. Sau khi đường đã chảy thành nước hết như này, thành nước rồi nhé, thì bây giờ các bạn sẽ cho lên bếp để chúng ta xên. Úi giời, chúng ta cứ xem như vậy cho tới khi mà cái nước đường nó cạn và tạo thành những cái bọt mà
mịn li ti, những cái hạt mịn li ti bám quanh miếng dừa như là lần trước mình đã hướng dẫn ấy thì sẽ là được các bạn nhé. Ông bảo con dâu ăn trộm. Đây bây giờ nó đã xong. Nó mà tôi để cho hai cái rồi. Vậy làm gì gốc quá. Sống đuổi cho đấy con chỉ tăng được. Từ lúc con mình đến trọng rồi bác. Rất nhiều. Nhà này con kia kia mà. Đấy bọn nó bán. Thật, bà con mà nồi hôm nay rẻ cái gì rẻ này.